Ông Hoàng Cải Lương từng suy sụp vì bạo bệnh, tiết lộ lý do có hai ngày sinh. Nghệ sĩ nhân dân Minh Vương tên thật là Nguyễn Văn Vân, sinh ngày 1 tháng 6 1950, được giới mộ điệu đặt cho danh xưng ông Hoàng Cải Lương. Gia đình Minh Vương có 7 anh em, đều sinh ra và lớn lên tại Long An. Năm 10 tuổi, ông cùng cha mẹ lên Sài Gòn lập nghiệp. Vì đam mê hát cải lương, nên ông tìm đến thầy Bảy Trạch theo học. Nghệ sĩ từng làm em nuôi của những đào kiếp chính, phải khuân vác xách đồ khi đoàn di chuyển, biểu diễn ở nơi khác. Minh Vương bắt đầu đi hát năm 14 tuổi và sau khi đạt giải ngôi nguyên vọng cổ, được bầu lông ở đoàn Kim Trung mời ký hợp đồng. Đi hát chưa được một năm, Minh Vương bị bệnh nên phải nghỉ ở nhà chữa trị. Một năm sau, trở lại đoàn hát, ông nhận bất cứ vai diễn nào với tâm niệm có công mài sắt có ngày nên kim. Minh Vương đoạt giải khôi nguyên vọng cổ khi mới 14 tuổi với bài ca cổ Mưa Nắng Miền Đông của soạn giả Viễn Châu. Ông bầu lông của công ty cải lương Kim Trung liền bắt ngay cậu nhóc vừa đăng quang, đặt nghệ danh Minh Vương và khẳng định sẽ cho cậu làm vua. Minh Vương có giọng ca hay, tướng đẹp, tính tình hiền lành nên nhanh chóng bước vào hàng kép 3, kép 2, rồi trở thành kép chánh cùng nghệ sĩ Lệ Thủy khi tuổi đời còn rất trẻ. Năm 1971, Minh Vương bắt đầu tỏa sáng khi được các hãng băng đĩa chú ý đến và mời Thu Thanh. Các tác phẩm tiêu biểu do ông thủ vai kép chánh là Người Tình Trên Chiến Trận, Đường Gươm Nguyên Bá, Đêm Lạnh Chùa Hoang, Tiêu Anh Phụng, Tài Sanh Duyên, Đời Cố Hạnh. Ngoài ra, còn có nhiều bài tân cổ như Vườn Tao Ngộ, Yêu Lầm, Phút Cuối và bài Biển Tình. Ngoài ra còn có rất nhiều tác phẩm khác. Cũng trong năm này, Minh Vương được mời đóng phim Sám Hối dựa trên tiểu thuyết cùng tên của Minh Đức Hoài Trinh. Đến năm 1972, Minh Vương cùng vợ thành lập tập đoàn cải lương lưu diễn khắp nơi. Cho đến ngày 30 tháng 4 1975, ông từng là diễn viên của đoàn Sài Gòn, đoàn Văn Công, thành phố Hồ Chí Minh. Trong suốt mấy chục năm sự nghiệp, ông diễn chung với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Lệ Thủy, Bạch Tuyết, Phượng Liên, Thanh Tuấn, Thanh Sang, Minh Phụng, Minh Cảnh, Thanh Kim Huệ, Mỹ Châu, Úc Bạch Lan, vân vân. Chia sẻ về chuyện nghề, chuyện đời với truyền thông, nghệ sĩ ưu tú Minh Vương cho rằng cái nghề ca diễn này không có điểm cuối, càng khám phá càng cảm thấy mình phải học hỏi nhiều hơn nữa. Ông kể, khi tập vai Nguyễn Trãi, lần đầu tiên tôi phải nhờ nghệ sĩ đi trước chỉ dạy cách diễn. Lần đó tôi nhờ nghệ sĩ Kim Cúc đến nhà chỉ mỗi cách chắp tay phía sau lưng và đi lên đi xuống cầu thang sao cho giống nhân vật lịch sử Nguyễn Trãi nhất. Thú thật, lúc bước ra sân khấu, tôi chỉ biết có nhân vật của mình, chẳng quan tâm đến khán giả dõi theo như thế nào, bởi sợ rằng chỉ cần một chút lơ đễnh là làm hỏng cả nhân vật cũng như vở diễn. Năm 1985, ông đoạt danh hiệu diễn viên sân khấu được yêu thích nhất sau 10 năm giải phóng do báo Tuổi Trẻ bình chọn. Năm 1990, ông đoạt huy chương vàng hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc. Năm 2008, Minh Vương và Lệ Thủy ra mắt sân khấu vàng, một chương trình xã hội hóa do nhà hát Trần Hữu Trang quản lý. Vừa là sân chơi cho các nghệ sĩ cải lương gạo cội, vừa tạo nguồn quỹ làm từ thiện. Cùng năm, Minh Vương Lệ Thủy được trao kỷ lục Guinness, cặp đào kép đóng chung lâu năm và ăn ý nhất Việt Nam. Tháng 8 năm 2019, ông được phong tặng nghệ sĩ nhân dân. Nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết ấn tượng với nghệ sĩ nhân dân Minh Vương bởi lối sống đẹp. Điều đó được thể hiện qua cách ông đối đãi với đấng sinh thành, với người thầy của mình là nghệ sĩ Bảy Trạch, với các đồng nghiệp và đặc biệt là người bạn diễn ăn ý nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy. Ở sân khấu, Minh Vương Lệ Thủy là đôi tình nhân ăn ý bậc nhất. Tuy nhiên, khi trở về đời thường, họ là đồng nghiệp dành cho nhau sự trân trọng và quý mến. Năm 2011, sau khi rời sân khấu, tôi vào hậu trường cứ bị ói hoài, mệt không thể ca nổi. Lúc đầu tôi tưởng bị bao tử nhưng không phải, vô chợ rẫy mới phát hiện suy thận. Lúc đó tôi nghĩ chắc xả từ ca hát từ đây.
nghệ sĩ Minh Vương kể lại. Ông rơi vào tuyệt vọng, nghĩ rằng thôi từ đây không được ca hát, phục vụ những khán giả ái mộ mình nữa. Minh Vương bị suy thận khiến chân sưng, việc tiểu tiện càng trở nên khó khăn. Những ngày ấy ông phải chạy thận, sức khỏe giảm sút, ảnh hưởng rất nhiều tới hoạt động nghệ thuật. Sau đó, ông đăng ký vào danh sách chờ ghép thận tại bệnh viện Chợ Rẫy và may mắn được một chàng trai 34 tuổi chết não hiến thận. Nghệ sĩ nhân dân Minh Vương được ghép thận vào ngày 1 tháng 7 năm 2012. Sau lần bước qua cửa tử như phép màu, nghệ sĩ đã dùng chính ngày này làm ngày sinh nhật của mình. Nghệ sĩ nhân dân Minh Vương thấy may mắn, hạnh phúc vì sức khỏe vẫn khá tốt và minh mẫn để cống hiến thêm cho nghệ thuật. Mỗi sáng thức dậy, ông đều đặn chạy xe đạp tập thể dục, dành thời gian gặp gỡ thăm hỏi bạn bè. Nghệ sĩ nói, sau mấy cơn bạo bệnh, suy tim, tôi cảm thấy sức khỏe, tình cảm của khán giả quý giá vô cùng, tiền bạc thực sự không thể mua được. Minh Vương tự nhận bản thân thay đổi khá nhiều sau cơn thập tử nhất sinh và bước sang cuộc đời mới. Ông vui vẻ, mở lòng và nói nhiều hơn trước. Từ người sống khép kín và không ưa ồn ào, nghệ sĩ dần hòa nhập với đám đông. Tôi quan niệm mình hãy sống như đứa trẻ, cứ lạc quan, không lo nghĩ quá nhiều về ngày mai. Đừng để những ràng buộc về tuổi tác làm mình trở nên già nua, sầu muộn bởi cuộc sống xung quanh đang có rất nhiều niềm vui. Bản thân ý thức đang sống thay cho cuộc đời của người đã hiến tặng trong quả thận. Trước khi mất nên nam nghệ sĩ có được năng lượng tích cực mỗi ngày. Ở tuổi U80, nghệ sĩ nhân dân Minh Vương không còn xuất hiện nhiều trên các sân khấu. Ông chủ yếu nhận lời tham gia biểu diễn từ một số đồng nghiệp thân thiết. Ông hạnh phúc vì ở tuổi xế chiều vẫn có vợ để bầu bạn tâm tình. Bà Đỗ Thị Hồng kết hôn với nghệ sĩ nhân dân Minh Vương vào 1990, một thời gian dài sau khi ông ly dị người vợ đầu. Bà luôn vun vén chăm sóc gia đình để chồng yên tâm với nghiệp ca hát. Cả hai có một cô con gái. Chia sẻ với truyền thông về cuộc sống hôn nhân hiện tại, nghệ sĩ cho biết, tôi luôn may mắn vì có vợ đồng hành. Ở thời điểm tôi không khỏe, bà ấy luôn động viên, lo cho tôi từng miếng cơm. Chúng tôi hiểu ý nhau và đồng hành với nhau trong cuộc sống, nên không có rào cản nào về chuyện tuổi tác chênh lệch. Bà Hồng thường giúp ông quán xuyến lịch diễn. Mỗi lần đi hát, ông hay hỏi vợ cách phối trang phục sao cho hài hòa. Nghệ sĩ nói sau khi được ghép thận, sức khỏe ông tiến triển tốt là nhờ vợ. Bà bón từng thìa cháo, nhắc nhở chồng giờ uống thuốc. Các con đã lớn và gia đình riêng, nên ông chỉ sống với vợ. Tuy nhiên, nam nghệ sĩ vẫn hạnh phúc vì có một thời gian con cái đều tề tụ sum vầy cùng gia đình. Cảm ơn các bạn khán giả đã ghé thăm kênh Xuất Ngoại Tìm Sao. Mời các bạn đăng ký kênh miễn phí để nhận nhiều tin tức về sao Việt. Xin chào và hẹn gặp lại ở những dòng tin tức tiếp theo.